phòng bay mới. Mẫu đèn này có tên gọi là DJ Royal Tinger 2-in-1 New. Nó phù hợp để mọi người mua trang trí cho phòng bay, phòng karaoke, trang trí ở những buổi tiệc party sang trọng, sôi động, rất là đẹp. Đèn này sử dụng tốt cho không gian từ 15 cho đến 50 mét vuông. Nó kết hợp giữa đèn LED QWERTY 7 màu và đèn laser, tạo ra những cái hiệu ứng rất là sang trọng, rất là đẹp. Những dòng đèn hiệu ứng như thế này, mọi người nên kết hợp thêm một cái máy phun khói để nó tạo ra những cái luồng tia sắc nét hơn. Hiện tại mình đang sử dụng một cái máy khói 1500W cho công ty bên mình cung cấp. Mình đang quay và giới thiệu đèn thực tế tại showroom của công ty BAH bên mình. Dòng loa mình đang mở nhạc là dòng loa Boa L1 Pro 16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.